Mến chào quý vị ghé thăm chương trình livestream của công ty Golfstream. Và ngày hôm nay anh Sang ơi, em còn thấy có rất là nhiều khâu nữa. Thì hôm nay anh sẽ cho em coi một cái khâu nào ở trên văn phòng. Dạ, hi Chi Chi, chào quý vị khán giả của công ty Golfstream. Đây là một cái khâu để về thiêu, gọi là thiêu những cái tên hay là những cái yêu cầu với khách hàng trên cái ghế của mình. Thì thường thường khi mà công ty bán một cái sản phẩm ra thì công ty có thể thiêu tên của cái tiệm của mình lên cái gối logo, hay là logo hay những cái gì khác. Thường thường ở dưới phòng dưới mà thì chị thấy là có người ta design cái logo trước rồi đem lên trên đây, rồi cái người thợ người ta bắt đầu thiêu lên gối theo ý muốn của khách hàng. Mời quý vị theo chị đi về xem. Đi mắt vô trong cái máy. Đây, embroidery machine. Thì cái máy này nó cũng là một cái máy công nghệ về về thêu. Thì nếu mình cần nhiều thì mình có thể bỏ thêm máy. Màu thì mình vô tư, mình thích màu nào theo cái khách ý muốn của khách thì mình program rồi mình đem vô mình bỏ lên cái gối. Thì tôi thấy phía bên đây là những cái sample của những cái công ty mình có thể làm được, thế là mình design rồi mình có thể cũng như là mình lấy cái này giống như là mấy cái có thể là color, cái design, mỗi cái design khác nhau mình có thể đều làm được hết. Khách người ta nói ô tiệm của anh chị là cái màu pink với màu đen thì người ta gửi cái logo tới mình program nó theo ý muốn rồi mình bỏ lên trên đây thêu lên cho họ. Rồi đó là những cái đây là những cái một ít sample. Còn đây là những cái sản phẩm thành phẩm mà chị thấy là khi người ta đã làm xong rồi chuẩn bị để gửi ra cho khách. Thì đó là những cái mình có thể làm theo cái ý muốn của từng khách hàng. Khi họ muốn cái tên của công ty hay là tiệm nail hay một cái day spa nào của khách hàng. Thì nói chung là cái khu đây là một cái những cái không phải là may gối không hay là đây là những cái này là custom upholstery. Khi mà khách có những khách người ta muốn những cái màu đặc biệt thì công ty làm riêng cho họ một cái một cái design riêng hay là một cái gì đó thì chị thấy là bên kia là những cái có thể là mình đang làm màu đỏ cho khách hay là bên kia cái màu là light green rồi màu đen. Nói chung là công ty không có lý mịch về về cái sản phẩm như cái ý muốn của khách. Tại vì thường thường theo giống như theo em suy nghĩ thì em cứ nghĩ là cái vải sẽ được embroider, được thêu trước khi mà cái miếng tab này, nhưng mà cái máy này nó là embroider sau khi đúng sau rồi khi. Từ vì mình không biết là có những cái gối nhiều khi người ta muốn ở giữa hay là bên hông thì mình chỉ làm theo cái ý khách. Very sophisticated. Thì chị thấy là nhiều khi một màu thì nó rất là đơn giản mà để khi bắt đầu mà hai ba màu thì cũng như là cái màu này đi thì thấy không, như là nó là rất là nhiều màu. Thì đây là những cái sample thường thường công ty phải làm trước một cái rồi gửi qua cho khách để người khách có thể đồng ý theo cái ý muốn của mình, ý thích của mình không trước khi mình làm tất cả những cái pillow cho họ. Đó là những cái đó là những cái rất là khó đây. Như là những cái logo này cái logo nó rất là khó thì công ty phải design nó ra rồi làm một sample giống vậy rồi gửi qua cho khách. Một lần nữa thì TT xin cảm ơn anh Sang đã cho TT cùng tất cả khán giả đi tour một vòng về cái khâu mà theo những cái logo ở đây. Và TT cũng xin cảm ơn quý vị đã ghé thăm chương trình livestream của công ty Golfstream. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Và xin quý vị nhấn nút like và share cái video này. Nếu quý vị có ý kiến gì thì xin quý vị cứ đóng góp và comment ở dưới. Xin cảm ơn quý vị. Chào quý vị.